chào quý vị đang theo dõi bản tin VNA Spirit Customer của Vietnam Airlines. Đối với các chuyến bay dài đi các quốc gia như châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, bữa ăn trên máy bay là một trải nghiệm vô cùng quan trọng dành cho hành khách. Thấu hiểu sâu sắc điều này, hãng đã đưa ra thử nghiệm tính năng mới là tra cứu đặt trước suất ăn trên máy bay. Xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về trải nghiệm đầy thú vị này nhé! Từ tháng 9 năm 2023, Vietnam Airlines chính thức đưa vào thử nghiệm tính năng mới tra cứu đặt trước suất ăn trên máy bay. Lựa chọn này được áp dụng với tất cả các hành khách mua vé hạng thương gia và phổ thông. Theo đó, hành khách hạng phổ thông sẽ được tra cứu và tham khảo trước thực đơn. Khách hàng hạng thương gia sau khi tham khảo thực đơn sẽ được chọn trước món chính theo nhu cầu và sở thích cá nhân. Có hai kênh để quý vị hành khách tra cứu chọn trước suất ăn là website của Vietnam Airlines và email hoặc tin nhắn tự động mời tra cứu chọn trước suất ăn từ Vietnam Airlines. Thời gian mở tra cứu và chọn trước suất ăn là từ 7 ngày đến 36 tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay. Tính năng này hiện đang được áp dụng cho các hành trình bay từ Việt Nam đi châu Âu, Úc, Mỹ. Để tra cứu chọn trước suất ăn, quý hành khách có thể lựa chọn một trong hai cách sau. Cách 1. Truy cập trực tiếp vào website của Vietnam Airlines ở địa chỉ www.vietnamairlines.com và làm theo 4 bước sau. Trên thanh menu lên kế hoạch, chọn mục hạng thương gia, hạng phổ thông đặc biệt hoặc phổ thông. Chọn mục suất ăn hoặc mục quản lý đặt chỗ. Tiếp theo, nhập thông tin số vé, chọn tiếp tục. Tham khảo thực đơn trên chuyến bay đối với riêng vé hạng thương gia, quý khách có thể chủ động chọn món chính của mình và từng hành khách đi kèm nếu có. Sau khi lựa chọn thành công, quý khách sẽ nhận được thư xác nhận thông qua email đặt chỗ của Vietnam Airlines. Cách 2. Thông qua tin nhắn tự động. Trước thời điểm 36 tiếng trước giờ bay, quý khách sẽ nhận được tin nhắn tự động mời tra cứu chọn trước suất ăn từ Vietnam Airlines. Quý khách truy cập vào đường link trong tin nhắn và thực hiện tra cứu chọn trước suất ăn tương tự bước 3, bước 4 của cách 1. Hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao và hãng hàng không số trong tương lai gần, Vietnam Airlines đã, đang và sẽ không ngừng nỗ lực cải tiến chất lượng dịch vụ, sản phẩm, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và hoạt động của hãng, đặc biệt là các hoạt động phục vụ hành khách. Tính năng tra cứu chọn trước suất ăn của Vietnam Airlines sẽ đem đến cho quý khách sự chủ động và linh hoạt hơn trong hành trình bay sắp tới. Và thời gian tham khảo thực đơn dài và thư thả hơn, quý hành khách sẽ hoàn toàn chủ động lựa chọn món ăn theo sở thích và nhu cầu của mình. Để biết thêm thông tin cũng như tham khảo thêm các sản phẩm, chương trình hấp dẫn của Vietnam Airlines, quý vị hãy cùng truy cập vào website www.vietnamairlines.com hoặc ứng dụng của Vietnam Airlines.